Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin không để Campuchia bán đứng Việt Nam. Ngay sau khi rời Việt Nam, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Campuchia trong chuyến công du 2 ngày kết thúc vào ngày 13 tháng 9. Tại quốc gia thân cận nhất với Bắc Kinh trong khối ASEAN, từng sẵn sàng bênh vực lập trường Biển Đông của Trung Quốc bất chấp tổn hại cho toàn khối Đông Nam Á. Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng đúc kết được đàm phán với ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên tại Biển Đông, viết tắt là COC, vào năm 2022, đúng vào lúc Campuchia làm chủ tịch luân phiên khối ASEAN. Đây là hình ảnh vào hôm 12 tháng 9, Ngoại trưởng Vương Nghị và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chủ trì và chứng kiến lễ ký kết một loạt văn kiện quan trọng giữa hai nước. Báo chí trong nước cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đề cập đến hy vọng trên của Bắc Kinh trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen diễn ra vào ngày 12 tháng 9 tại Phnom Penh. Sau một thời gian dài bị đình hoãn vì COVID-19, đàm phán ASEAN-Trung Quốc về COC đang được khởi động trở lại với việc Bắc Kinh đã nhiều lần cho thấy ý muốn đẩy nhanh tốc độ thương thuyết. Và quan hệ nồng ấm giữa Trung Quốc và Campuchia đã được thể hiện như thế nào? Nhân chuyến công du Campuchia, Ngoại trưởng Trung Quốc đã loan báo những khoản viện trợ cho Phnom Penh từ cam kết viện trợ tới 270 triệu đô la và thêm 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho đến việc bàn giao cho đồng minh thân cận một sân vận động quốc gia mới được xây dựng ở vùng ngoại ô Phnom Penh bằng tiền của Trung Quốc mà theo Bộ trưởng Du lịch Campuchia lên đến 160 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn mà Campuchia đã được Trung Quốc trợ giúp. Cho đến nay, hơn 90% số vaccine mà Campuchia sử dụng là của Trung Quốc. Theo hãng thông tấn AFP và các quan chức cho biết sân vận động quốc gia Modoko có sức chứa tới 60.000 người này là dự án mới nhất nằm trong sáng kiến một vành đai một con đường hàng ngàn tỷ đô la của Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc sẽ có kế hoạch hỗ trợ những dự án cơ sở hạ tầng và tăng cường tầm ảnh hưởng ra nước ngoài. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trao tặng sân vận động Modoko dự định là địa điểm thi đấu chính khi Campuchia đăng cai Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á vào năm 2023 nhân chuyến thăm của ông tại Campuchia. Đây là hình ảnh sân vận động Modoko tại Phnom Penh do Trung Quốc tặng cho Campuchia. Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thông Khôn cho biết sân vận động này là khoản tài trợ cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc dành cho Campuchia. Nằm tại thủ đô Phnom Penh, sân vận động Modoko có thiết kế giống như một chiếc thuyền buồm, tượng trưng cho tình hữu nghị lâu năm giữa hai quốc gia do người Trung Quốc xa xưa đã từng đến Campuchia bằng thuyền. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đánh giá món quà trên chính là một cột mốc mới trong quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Campuchia và Trung Quốc. Kể từ năm 1990, Trung Quốc đã trở thành đối tác quan trọng nhất của Campuchia về an ninh và hợp tác quốc phòng song phương đã được thắt chặt đáng kể. Trung Quốc cũng đã nâng cấp hợp tác quân sự với lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia với việc cung cấp các khoản vay và trang bị quân sự, bao gồm máy bay, xe tải và máy bay trực thăng, sản xuất trang thiết bị huấn luyện quân sự và y tế, cũng như quyên góp đồng phục cho quân đội Campuchia. Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận quốc phòng trị giá 17 triệu đô la được ký vào năm 2012, hàng trăm quân nhân Campuchia đã được cử đi huấn luyện tại Trung Quốc. Và Campuchia đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp của Trung Quốc như trang thiết bị quân sự, huấn luyện viên và giảng viên tiếng Trung. Vào tháng 5 năm 2014, kế hoạch của Trung Quốc trong việc nâng cao năng lực quân sự của Campuchia đã được mở rộng ra rất nhiều. Nhờ đó, các sĩ quan quân đội Campuchia đã được cấp hơn 400 suất học bổng đào tạo tại Trung Quốc. Đây cũng là một nguy cơ cho Việt Nam vì Campuchia đã quá thân cận với Trung Quốc và sẵn sàng làm theo nhiều điều mà Trung Quốc muốn. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã cung cấp 9 tàu tuần tra cho Campuchia và căn cứ hải quân REM cũng được hiện đại hóa. Campuchia có được những tàu tuần tra như vậy là nhờ khoản trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc trị giá 60 triệu USD. Đây là hình ảnh tàu chiến Trung Quốc cập cảng ở tỉnh Sihanouk để tập trận chung với Campuchia vào tháng 2 năm 2016. Trong một bài phát biểu gần đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thẳng thừng bộc bạch rằng câu hỏi được đặt ra là liệu Campuchia có quá phụ thuộc vào Trung Quốc hay không? Nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai bây giờ?
Nếu không có Trung Quốc tài trợ và bán vaccine, thì chúng tôi đã không thể tiêm phòng được cho người dân Campuchia. Và với sự hợp tác chặt chẽ của Campuchia với Trung Quốc, thì bây giờ dư luận cho rằng Campuchia chính là con ngựa thành Troy ở ASEAN. Các nước Đông Nam Á đều biết rõ và hiểu lịch sử của Bắc Kinh khi khăng khít tuyên bố quyền sở hữu đối với 80% diện tích trên Biển Đông, mà trong đó có rất nhiều vùng biển của Việt Nam cũng như các đảo Việt Nam đang chốt đóng. Mặc dù Campuchia không phải là một bên hữu quan trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng đất nước này nhiều lần khiến dư luận nghĩ rằng Phnom Penh đã đứng về phía Trung Quốc trong cuộc xung đột trên Biển Đông. Và với việc Campuchia lên làm chủ tịch luân phiên ASEAN, Bắc Kinh được cho là sẽ có thể thông qua Phnom Penh tác động lên vấn đề Biển Đông như đã từng thành công trước đây. Vào năm 2012, khi làm chủ tịch luân phiên ASEAN, Phnom Penh đã kiên quyết phản đối việc đưa vào tuyên bố tổng kết của Hiệp hội ý kiến lên án hành động của Bắc Kinh trong cuộc xung đột với Philippines tại Bãi Đa Cạn. Do vậy, lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đã không ra được thông cáo chung chỉ vì Campuchia kiên quyết không chấp nhận đưa vào văn kiện những lời lẽ cứng rắn đối với Trung Quốc trên vấn đề về Biển Đông. Đây là hình ảnh phiên họp ASEAN lần thứ 19 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào hôm 13 tháng 7 năm 2012 khi đó. Và ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN, hội nghị đã không ra được thông cáo chung. Vào năm 2016 thì Campuchia lại một lần nữa ủng hộ Trung Quốc, phản bác đề xuất đưa vào văn kiện tổng kết hội nghị cấp cao ASEAN những câu từ nhắc đến phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông là vô căn cứ. Do thiếu sự thống nhất quan điểm cần thiết giữa các toàn thể các thành viên ASEAN, nên đoạn đề cập với phán quyết của trọng tài quốc tế cuối cùng đã không được ghi vào tài liệu tổng kết. Tới giữa năm 2019, Campuchia là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á đưa ra một tuyên bố chính thức về cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông, thể hiện sự ủng hộ không thể phá vỡ đối với chính sách một Trung Quốc theo hướng ủng hộ Bắc Kinh. Và cho đến lúc này thì Campuchia rõ ràng đã rất lộ mặt, luôn luôn theo và ủng hộ Trung Quốc một cách hết sức mù quáng. Việt Nam và ASEAN thì cần kiên quyết để đấu tranh. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc họp với Vương Nghị, Thủ tướng Hun Sen đã cam kết Phnom Penh sẽ cùng với Bắc Kinh ngăn chặn không cho các thế lực bên ngoài làm gián đoạn công việc nội bộ của khu vực, và Campuchia sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc trên những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Chính điều này đã dẫn tới khả năng các nước ASEAN tại khu vực Biển Đông sẽ bị thiệt hại nặng nề, trong đó có Việt Nam, nếu như nhượng bộ trước Trung Quốc và Campuchia. Cựu Ngoại trưởng Philippines Abed cho rằng sở dĩ Bắc Kinh muốn đúc kết gấp rút COC là vì họ xem bộ quy tắc này là một cách để phá hoại phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài vốn đã bị bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển này, và cho đến nay Bắc Kinh vẫn không công nhận phán quyết của tòa trọng tài rất quan trọng này. Đây là hình ảnh tòa trọng tài quốc tế PCA vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 đã ra phán quyết bác bỏ đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Theo giới phân tích, trong số các trở ngại làm trì hoãn cuộc đàm phán, có những đòi hỏi của Trung Quốc muốn đưa vào COC những quy định cấm các nước ngoài trong khu vực can dự vào vùng việc Biển Đông, đều không được các nước bị Bắc Kinh chèn ép trên Biển Đông như Việt Nam hay Philippines đồng ý. Và điều cốt yếu là Việt Nam và ASEAN phải đấu tranh để COC phải là một văn bản ràng buộc về pháp lý. Nếu không có các cơ chế, quy định cụ thể, rõ ràng để giám sát, đảm bảo tuân thủ pháp luật, ví dụ như quy định về các hành vi không được phép và giải quyết các vụ vi phạm vân vân, thì COC không khác bao nhiêu so với DOC và sẽ chỉ là một tuyên bố chính trị đơn thuần. Để coi COC thực sự là văn bản ràng buộc pháp lý thì phải có các cơ chế, tức là công cụ giải quyết tranh chấp khi một trong các bên vi phạm. Khi cần thiết, tranh chấp đó có thể được giải quyết theo quy định tại Điều 33 Hiến chương của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả biện pháp mang tranh chấp ra các tòa án quốc tế để giải quyết. Bắc Kinh cũng đã nhiều lần bác bỏ những vấn đề cứng nói trên, chẳng hạn như phán quyết của tòa trọng tài vào năm 2016, càng cụ thể thì đàm phán càng gay gò. Nhưng chỉ có định lượng cụ thể, ràng buộc pháp lý thì COC mới thực sự hiệu quả. Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng chú ý nhắc Việt Nam nên cảnh giác với sự can thiệp từ bên ngoài ở Biển Đông. Theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam đã hợp tác hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh và thương mại song phương, đã có những bước tăng trưởng đột biến bất chấp đại dịch. Ông Vương Nghị nhấn mạnh,
Trung Quốc và Việt Nam cần trân trọng hòa bình và ổn định ở Biển Đông, đặt vấn đề căng thẳng hàng hải lên đúng vị trí của nó trong phạm vi quan hệ song phương, tránh thực hiện các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình hoặc mở rộng tranh chấp. Ngoại trưởng Trung Quốc còn nhắc Việt Nam phải cảnh giác trước những can thiệp và âm mưu gây bất hòa của các thế lực bên ngoài, đồng thời gửi những tín hiệu tích cực đến cộng đồng quốc tế rằng nhân dân hai nước có đủ năng lực và trí tuệ để giải quyết những khác biệt và mở rộng các lĩnh vực hợp tác. Tờ báo Hoàn Cầu của Bắc Kinh cho rằng Bắc Kinh không cho phép các thế lực bên ngoài khiêu khích hay ép Trung Quốc phải thỏa hiệp về an ninh hay những giá trị cốt lõi khác. Và với kết luận này của tờ báo Đảng Cộng sản Trung Quốc thì rõ ràng Trung Quốc sẽ không từ bỏ đường chín đoạn là đường lưỡi bò, nơi chiếm đến trên 80% diện tích Biển Đông mà Việt Nam là vùng đặc quyền kinh tế cũng như những quần đảo và hòn đảo Việt Nam đang đóng chốt. Và cuộc chiến với Trung Quốc về pháp lý còn kéo dài. Đặc biệt, Campuchia là một đồng minh thân cận của Trung Quốc, sẵn sàng thọc sườn Việt Nam khi cần thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 9 năm 2021 với bản tin Không để Campuchia bán đứng Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.